trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Thanh Sang trình bày thể điệu Phú Lục thuộc Phán An Dương Dương, viết lời Trịnh Thiên Tư. Trải qua 18 đời vua Hùng Vương, truyền ngôi rồng An Dương, nhưng sao vua bị giành biên cương. Vì vua từ hôn con tên là Mỹ Nương, nên nhà thuộc An Dương Dương khởi chiến cả đôi phương. Từ đây ngai vàng giống bãi, dân làng phải mất tàn, đổi thành âu lạc bang. Chứng cơ độ triều thục bình nam, ngày lên ngôi trời xứng hiệu An Dương Dương lập lệ cho thần ban, rút khỏi tàu bất diệt của Nam. Dự chi trong giặc bất xâm, ngày kiên thiết mấy năm, nơi để đô xây cổ đo thành. Phong khê cung cô trai vàng, đồn dân Mỹ Châu yêu kiều hương sắc hoa ngầu. Sử gia ghi theo phong văn khẩu truyền, chúa nhờ thần quý chấm dùng mong gắn nọ băng tan bình, gây tổn thất cho triều đà, phải mấy phen bại chinh. Tàn cổ lo thần, thần
cha con trai xuống Nam có thần quỷ hiện lên thay. Bất cơ đồ gió á hường ngang, đường xa con mình đây qua. Vua cha cha con chân, chúa xúc nâng đâm con, con tiếc làm cho sàn nước non. Liên tục chương trình là tiếng hát của tài tử Trường Giang với bài Nối Chí Tiền Nhân của tác giả Hữu Tâm theo thể điệu Lưu Thủy Trường. Ngâm ngùi trong nô lệ đầm than, dòng sông Sài Gòn trở mình sông dân, trào dân bao bước thần, nấu nung những trái tim tìm đường giải bóng quê hương. Những trái tim vượt ngàn dặm đại dương để tìm ra nhân dân khỏi xích xiềng nô lệ. Có một ngôi sao sáng rực cả bầu trời, đó chính là vị cha già kính yêu của dân tộc, trả chèo trong rơm vinh quang vừa sóng gió bao vùng. Hào hùng cách mạng tháng tám mùa thu, độc lập thanh bình đất nước tan trang. Chỉ bắt người người dân rang bốn ngàn năm, mọc lên đền ba quý nghiêm. Pháo nổ đạn bay không chút phục lòng người dân, vinh hội lũy tre làng nảy sinh làm pháo đài chống giặc. Hai đàn giặc bắn cháy đền lại từng đền lại mọc lên. Cho bá kính yêu trong giấc ngủ yên lành, cho
con có ba trăm đồng và dính đẹp thiết tâm mình. Thì tới những con kinh hướng tới tương lai, có ai về đại gà dính hãy một lần ghé qua bên bà dính hồi nơi có một ngôi sao người rất sao tôi đường cách mạng đến bên vinh quang, cây bắp nương quai rồng xây đua mới, đường rộng thênh thang mát rưỡi lùi tre làng, công đức ngũ tư đẹp ánh sao vàng, chỉ tư cách mạng số vàng cắt ghi. Mời quý thính giả cùng thưởng thức phần trình bày của tài tử Quỳnh Ngân qua thể điệu Phượng Hoàng Lai Nghi, Nhật ký ông tôi, viết lời Hoàng Oanh. Của ông tôi
cùng ông hẹn ước sẽ sợi chỉ hồng. Trăm năm tơ tông dán chữ tình sau đây tài tử Ngọc Hải đến với chương trình bằng thể điệu Phụng Hoàng Nỗi Đau Lòng Mẹ của tác giả Thu Vân. Nhìn trong mắt mẹ thăm sâu, nỗi đau lên từng đường tơ kẻ tóc. Ngoài kia nắng lên từng ngày trong kiếm trao tráo giường nhà cứ vô tình soi mai cơ. Ôi sao người con sao khuôn mặt thân yêu chiều ấy ra đi bông xưa đùa nở rộ
nỗi đau thương quá thành Bé Như Ý liên tục chương trình với thể điệu Lưu Thủy Trường, Niềm Vui Người Lính Đảo của tác giả Lý Vũ Duy Phương. Đẹp biết bao thank you.
Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.